Hello, mình là Lê Bằng Giang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt. Đấy, nằm ở địa phận Tây Ninh, Điện Biên rất là xa. Đấy. Nhà trưng bày khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam. Đấy, mình đi rất là xa, Tây Ninh giáp biên giới Việt Nam Campuchia. Đấy. Đây là nhà trưng bày. Đây là các cái tài liệu tư liệu. Chiếc xe đạp lịch sử đây. Chiếc xe đạp lịch sử. Đây là những trang phục nhà in Trần Phú. Cái này là quần áo của bộ đội đấy nhỉ. Đây là máy in vô tuyến đấy, bài nhạc người dép cùng với đồng chí Võ Văn Linh. Đây sơ đồ của cái này của đồng chí Trung Cục Miền Nam này. Đây sang đây cho các cô ấy hướng dẫn viên. Đây là la bàn, đây sa bàn đây, không phải chiếu, người ta chiếu sa bàn này mới hay này. Đây là các cái đồ dụng cụ và sau này nước vật dụng cá nhân sử dụng chiếc xe đạp này để sức khỏe hàng ngày như là một cái món quà kỷ vật theo mình vậy. Và đến năm 2005 thì có khu vực nhà bảo tàng nhà trưng bày này thì đồng chí quyết định là gửi tặng đây để trưng bày cho các tham quan. Còn về đồng chí Võ Văn Kiệt thì cô chú chị biết rồi, phó thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong những người có những cái chính sách đổi mới kinh tế đất nước, những cái công trình thế kỷ như là mạng lưới điện Bắc Nam 5.100 kV, công trình khóa tủ nước phèn ở đồng bằng sông Cửu Long, cũng là những công trình phát triển kinh tế đất nước với vai trò và sự cống hiến của đồng chí. Ở đây thì là nơi trưng bày bộ bàn ghế làm việc, giới thiệu ở đâu đây là bộ bàn ghế làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Linh, sử dụng làm việc tại căn cứ từ năm 1973 đến năm 1975. Thì nó được làm bằng cái chất liệu đó là cây thao lao, gỗ thao lao. Thao lao là gỗ trẻ. Đây là hiện tại trưng bày dao kiếm, pháo đây, nhòm bắn pháo đấy, có pháo ấy bỏ vào đấy, đúng rồi, lưới cưa, lựu đạn này. Bộ đội ta rất là khéo tay không ạ, và trong kháng chiến gian khổ họ cũng gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, trong đó là có tình cảm gia đình, tình yêu của con trai cho con gái, các bạn, người cha cho con, rồi người chồng cho vợ, nói chung là rất là nhiều cái tình
giải phóng miền Nam, xe tăng húc đổ dinh Độc Lập 30 tháng 4. Và phía trên đó là hình cao nhất, đó là hình ảnh của 5 đồng chí trong bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh. Lần lượt đồng chí Trần Văn Trang, Lê Đức Thọ, đồng chí Văn Tiến Dũng, đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Lê Đức Thiện, 5 đồng chí trong chiến dịch này, trong vai trò bộ chỉ huy chiến dịch. Để tham quan đến nhà của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Dạ em xin mời. Mẹ tí nữa chào. Rồi. Cười to thế nhỉ. Không biết đi vệ sinh ra đâu. Tí hay đi không biết. Căn bán là cái bữa này trong cũng đây lỗ vào đây.